Hello, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế. Vâng, hôm nay mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn. Đó là gì ạ? Đồng Luna 2.0 đó đã sẵn sàng để là để thời gian đếm ngược lên sàn, đó là Gate rồi các bạn nhé. Đó thì bắt đầu bài tiếp theo đó là mình sẽ cập nhật những thông tin về tài sản số, cái sự thay đổi của các cái trên sàn Coinmarket và các sàn khác nữa. Đấy, và các bạn có cái thông tin và kiến thức tốt hơn nữa về trong cái thị trường biến đổi này trên này. Đó. Ok, nếu như bạn bạn hãy trước khi mà mình chia sẻ cái thông tin mà thời gian đếm ngược trên sàn Gate thì các bạn hãy đăng ký cái kênh YouTube này, đúng không ạ? Đó, để bạn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về theo dõi chân của đồng Luna này, Luna 2.0 này đi trên nào. Đó thì các bạn hãy kéo xuống phần bên dưới và các bạn hãy nhấp vào cái phần đăng ký kênh. Sau đó bạn nhấp vào cái chuông này, đúng không ạ? Nhấp vào chuông và chọn tất cả. Thì khi mà có những thông tin mới của thị trường hay là những cái video mới thì các bạn sẽ được cập nhật vào trong email của các bạn như thế nào. Đó, rồi các bạn có thể là kéo xuống phần bên dưới này xem thêm, đúng không ạ? Để là bạn sẽ đăng ký các cái sàn này ở đây cũng như là cách bạn đăng ký kênh này để là ủng hộ kênh như thế nào. Đó. Rồi đấy, đấy là cái mà các bạn có thể làm và các bạn có thể nhấp vào cái lượt thích này để là thêm cái lần này thì thế nào. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ vào trong việc cung cấp cái thông tin ở trên các cái chỉ số trên các sàn các bạn nhé. Đó, đối với trên cái sàn Coinmarket thì hiện tại bây giờ đó là trên thị trường BTC và các thị trường tài sản số khác hiện tại đã giảm dần. Thì BTC hiện tại bây giờ đang là hơn 29.000 đô và có những lúc lên tới gần chạm mốc là 70.000 đô phải không nào? Vậy thì đặt câu hỏi ra, nếu như mà khi mà BTC tăng đúng không ạ? Tăng giá đúng không ạ? Có nghĩa là các cái đồng altcoin như các cái đồng coin khác đó là nó có nghĩa là đang gì ạ? Đang là giảm giá đúng không nào? Vì họ đang bán cái đồng altcoin đi, những đồng coin chưa có đầy đủ cái nền tảng như Bitcoin ấy, họ sẽ bán đi và sẽ chuyển về BTC là Bitcoin. Và đặt câu hỏi ra là khi mà BTC này đó là giảm giá thì sao ạ? Khi mà BTC này giảm giá có nghĩa là lúc này là những cá mập là thanh khoản BTC để là chuyển về USDT, USDC và BUSD để là chuẩn bị cho một trong cái việc mà đầu tư vào những cái con altcoin có cái nền tảng và có cái giá trị và cộng đồng thích thì thế nào. Đấy. Rồi, đấy là cái mình có thể chia sẻ cho các bạn. Đó, bao nhiêu bạn thấy rằng thông tin trên là rất là bổ ích ạ và tuyệt vời ạ. Hãy comment bên dưới là rất là tuyệt vời nào. Rồi ok, các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này thì các bạn đang nhìn thấy đây. Này, hiện tại các thị trường này đang là giảm cái mốc rất là cao, từ mốc đỉnh xuống là khoảng x10 lần đúng không nào? Đó. Rất là nhiều các con nó là ôn con. Đấy, thế nào? Đấy, và các thị trường đang là đỏ và đang giảm dần và có khả năng là sẽ giảm xuống sâu nữa, là có thể là giảm xuống x10 nữa. Đối lại thấy trong cái thị trường này bệnh dịch cũng như là chiến tranh này đó, mọi người còn chi tiêu đúng không? Thì mọi người sẽ bán đúng không ạ? Nhưng trong cái lúc mà các bạn bán thì những cái thị trường ở những cá mập sẽ, đây là cái thời điểm thời cơ cho những người giàu, họ sẽ thâu tóm cho nào. Đó. Ok, vậy bây giờ mình sẽ vào trong cái phần tiếp theo đó nữa, đó là cái thị trường mà biến động tăng giá đột biến được chưa nào. Đấy. Đối với theo trong thị trường tăng giá đột biến đúng không ạ, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng được chưa nào, đó là trong các cái thị trường ở đây thì có những cái đồng nào mà trong cái thị trường đang nổi thì họ sẽ lấy cái một số cái đồng đấy để tạo ra cái xu hướng như cái đồng Luna này chẳng hạn. Luna thì Luna Dog này chẳng hạn, đó là một trong cái token này đang là một trong cái trend để là mọi người tạo ra các đồng token để là thu hút vốn, sau đó như thế nào nữa thì do cộng đồng thế nào, như đồng Dog này chẳng hạn, rất là nhiều đồng mà tương tự và giống nhau họ sẽ đẩy lên trên đây, trong đó thì cũng có những cái tài sản số con altcoin có cái giá trị
Đấy, nhằm mục đích là để cộng đồng biết nhiều hơn ấy, thì họ sẽ đẩy giá lên, đúng không ạ? Đó, và các thị trường tăng và giảm thì các bạn có thể là vào đây tăng đột ngột và giảm như nào thì để các bạn có thể là đón những cái con có cái giá trị để các bạn có thể làm mua và hold trong cái lúc nó giảm khoảng 30, 50, thậm chí là đây cả 100%. Đấy, thì các bạn có thể mua. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào tiếp trong cái thị trường đó là gì ạ? Thị trường đó là thịnh hành, có nghĩa là số lượng người đang là gì ạ? Mua và hold nhiều nhất. Đây là những cái đồng coin mà hiện tại bây giờ trên thị trường đang là mua và hold nhiều nhất các bạn nhé. Đó, đây là những thị trường mà các bạn thấy là hiện tại đang mọi người đang hold nhiều nhất đúng không ạ? Và trong đó là những cái coin đó là gì ạ? Đã được cộng đồng FOMO và mua tích, đó là cái đồng Luna đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn này, Luna là USDT đấy. Đấy, và nhiều cái đồng coin khác như Shiba, BTC này, Sona này, đến là những gương mặt rất là nền tảng còn lâu rồi đúng không nào? Đấy, như đồng CRO này, Coin 98 này, đấy, Tron này, BNB, ADA này, EOS này, đấy đấy là những cái coin mà đã có từ lâu rồi và số lượng thành viên đang là hold, do cộng đồng bán ra cũng nhiều, trong đó là cắm bập cũng đang là thâu tóm, đúng không ạ? Và những người mà những cái thị trường mà giao dịch nhiều và những người nào đang hold nhiều thì đó là họ đang mình nên, nếu ai chơi thì nên sử dụng cái đồng coin như này, thì các bạn có thể chơi mua thì khả năng tăng giá sẽ cao hơn vì số lượng cộng đồng đang muốn hold nó, đang muốn mua nó mà, được chưa nào? Đấy. Rồi ok, đấy là cái mà mình chia sẻ các bạn. Rồi tiếp theo, ví dụ mình nhấp vào một trong những trường đó là Luna đúng không ạ? Đây là Luna 2 hiện tại, Luna 2 đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy ở đây Luna 2 hiện tại bây giờ ấy, thì hiện tại mới có một số các thông tin ở đây thôi, chưa hiển thị những cái thông số ở trên CoinMarket đúng không ạ? Chưa hiển thị những cái thông số ở trên này để các bạn có thể xem rõ hơn. Đấy, mới hiển thị thông tin thôi. Xem này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở về với nệm Luna 1 đúng không ạ? Luna cũ của chúng ta. Đó, mà những người đang sở hữu đây. Hiện tại cái Luna này đúng không ạ? Và hiện tại số lượng ở trên đây là hơn hiển thị chỗ này là hơn 6.000 tỷ. Được chưa nào? Hơn 6.900 tỷ, được chưa nào? Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp, hôm nay sẽ theo dõi tiếp là cái chuỗi khối của đã đốt cháy bao nhiêu được các bạn nhé. Đấy, ở đây hơn 6 tỷ và số lượng ở trên cái chuỗi này đấy, của Luna này đấy, để mình sẽ theo dõi cái thông tin và cái vốn hóa của nó đúng không ạ? Vốn hóa của nó hiện tại giờ xấp xỉ là khoảng 1 tỷ như thế này. Đây, xấp xỉ khoảng 1 tỷ đúng không ạ? Có lúc 900, có lúc 800, có lúc hơn 1 tỷ. Đấy, thì các bạn sẽ biết được là tính là số lượng thì hiện tại giá giá đang là 0,43 con số 0 này, các bạn nhìn chưa? 0,3 con số 0,13 này. Đó. Vì tại sao lại lại có cái con số như vậy thì mình sẽ nhìn vào cái số lượng đốt cháy. Đây, như các bạn đang nhìn ở đây nhá. Đây số lượng, đây là cái số lượng là 163 tỷ. 163 tỷ, được chưa nào? Đấy, vậy số lượng hiện là lúc đầu là hơn 6.900 tỷ đúng không? Thì hiện tại số lượng đang đốt cháy thì rất là nhiều rồi, bớt gần như là bớt hẳn một con số 0 rồi, được chưa nào? Đó, thì số lượng vẫn tiếp tục là sẽ đốt cháy tiếp và số lượng đang bị khóa lại nữa. Đấy, số lượng khóa lại cho mọi người đang là mua để là alot để chuyển sang Luna 2 và có những số lượng mà thì chuyển vào một cái ví, đó là cái ví đen để là mọi người có thể là chuyển để là coi như là cộng đồng Luna họ đang mua để là họ bỏ luôn đi đúng không ạ, để là để giảm bớt số lượng Luna đi. Đấy, thì các bạn nhìn đây nhá, đây là số lượng này. Đấy, mình sẽ nhìn này đúng không ạ, là 163 tỷ 315 đúng không, đây 25 triệu đúng không ạ? Thì mình sẽ nhìn số lượng này, số lượng mình khi mình loát quét nó sẽ thay đổi
Xem nào. Đấy bạn nhìn thấy chưa? Từ lúc mà gì ạ? 163 tỷ 300 315 triệu đúng không? Mình nhớ như vậy. Thì bây giờ đã giảm đi rồi đúng không? Giảm đi một phát là đã hơn khoảng xấp xỉ 300 rồi. Đúng không ạ? 300 triệu rồi đúng không? 300 triệu rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ đặt ở đây và lúc nữa mình sẽ quay trở lại được chưa nào? Để các bạn nhìn thấy nó sẽ giảm bớt đi theo hàng giờ, ở hàng phút luôn, hàng giây luôn các bạn nhé, do số lượng cộng đồng đang giao dịch nhiều được chưa nào? Như các bạn đã quay trở về với lại đồng Luna đúng không ạ? Luna cũ thì hiện tại người ta toàn bộ phần lớn là tất gần như là tất cả rồi, đến 99,99% đã thay đổi từ đồng Luna sang Luna Si rồi. Đúng không ạ? Đây, Luna này, đúng không ạ? Đồng Terra Classic này này. Đấy là Luna chuyển thành nó là gì ạ? Nunsi, mình gọi như vậy cho dễ được chưa nào? Đó, và bây giờ mình sẽ kéo mình nhấp vào phần đó là gì ạ? Đấy. Trong tất cả các sàn, đấy. Cho bạn nhìn ạ, từ sàn KuCoin cho đến Huobi hay là FTX này, đúng không ạ? Đều là chuyển sang đồng Lunacy rồi. Chỉ có một số các cái sàn khác mà số lượng ít hơn một chút thì chưa, đang là thay đổi dần dần. Đấy, cho nào. Đã, phần lớn đã chuyển thành Lunacy rồi. Đấy. Và hiện tại trên Twitter thì các cái sàn cũng đã thông báo là gì ạ? Đã thay đổi rồi. Luna thành Lunacy rồi. Cho nào. Đấy. Rồi, đấy ok, đấy là cái mà mình có thể cho bạn xem được chưa nào. Đấy. Và sắp tới sẽ chuyển đổi nhiều hơn nữa được chưa nào. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở về đúng không ạ? Với lại cái thông tin để cho các bạn cập nhật được là gì ạ? Luna đã hiện thị cái phần đó là đếm ngược sẵn sàng ở trên sàn Gate rồi, được chưa nào. Ok, bây giờ mình sẽ nhấp vào trong sàn Gate. Đấy, để cho bạn cập nhật thông tin. Đối với sàn Gate này hiện tại bây giờ đối với đồng Luna Luna cũ đã chuyển cái tên, tự động chuyển cái tên thành dạng Nusi rồi, thấy chưa nào? Và các sàn khác cũng đã thông báo rồi. Đấy, bạn thấy chưa? Và chuyển đổi toàn bộ cái thông tin người chuỗi này. Đấy, và cái thông tin một phát đã tăng vọt lên tới 2000% rồi. Các bạn nhìn chưa? Đấy, đấy là một trong cách để là mọi người chú ý đến Luna Lunacy hơn. Lunacy chính là cái đồng Luna cũ của mình, được chưa nào? Và cái đồng Lunacy này, đồng Lunacy cũ này, đó, đổi tên này, bây giờ mọi người sẽ allot hay còn gọi là staking sang đồng đó là gì ạ? Luna 2.0, được chưa nào? Đấy, để mọi người sẽ được mở khóa dần theo hàng tháng và hàng năm, được chưa nào? Đấy, được chưa nào? Để các bạn sẽ hiểu hơn, được chưa? Còn đây các bạn có thể là nhấp vào cái phần Luna này. Đây, đây là cái biểu tượng của Luna Luna 2.0. Đấy, là Luna tên là Luna chưa nào. Đấy, đây các bạn nhìn nha. Đây, hiện tại thời gian đang đếm ngược này này, còn khoảng 18 giờ đồng hồ nữa. Như bạn đang nhìn đây, 18 giờ 24 phút nữa. Chưa nào. Đó. Đấy, thấy chưa? Ngày giờ phút giây đang thời gian đếm ngược này. Và nếu như các bạn nào ấy mà đăng ký sàn Gate thì các bạn hãy nhấp vào phần xem thêm, hoặc cái phần đó là gì ạ? Ở cái phần xem thêm ở bên dưới kênh YouTube này, mình sẽ đặt cái đường link của sàn Gate bên dưới này để các bạn xem xem nào. Đây. Bạn có thể nhấp vào phần xem thêm ở dưới đây. Đấy, bạn có thể mình sẽ đặt cái phần đó là gì ạ? Sàn Gate bên trên cùng này để cho các bạn sao các bạn đăng ký sàn Gate thì trên này. Đấy. Ok, như thế thì dễ dàng hơn cho các bạn để các bạn dễ dàng tìm kiếm. Đây, đây là cái sàn Gate này, mình sẽ chuyển sang bên trên này cho các bạn thì trên này. Các bạn đăng ký. Đấy. Đấy, các bạn có thể là nếu như bạn thấy rằng cái video này hay thì các bạn có thể là mời cái kênh này một cái ly cà phê, đúng không ạ? Để là sẽ giúp cho phát triển kênh cũng như là giúp cho giọng mình tốt hơn, để chia sẻ với bạn tốt hơn trong thời gian sắp tới được chưa nào. Đấy, và các bạn thể nhấp vào cái đường link này để là đăng ký hơn 20 sàn đấy để giao dịch được chưa nào. Đấy.
Rồi. Đấy, ok, đấy là cái mà các bạn có thể làm, và các bạn có thể là nhấp vào cái kênh YouTube này để các bạn xem nhiều các cái video khác hơn nữa. Thì ở ngoài ra thì ở đây có các cái kênh đó là kênh trên trang đó là Facebook này. Đấy, cũng có cái thông tin đấy, crypto toàn cầu này thì các bạn thể nhấp bên dưới để mình sẽ để các bạn có thể vào trong cái thông tin ở trên trang thì thế nào, hoặc là bạn có thể là vào trong nhóm Telegram đúng không ạ, nhóm Telegram này đấy, mình cũng đã lập cái kênh đó là bên trên kênh Telegram này cũng có cái thông tin luôn, mình cập nhật thông tin để chuyển cái video mới nhất để các bạn có thể cập nhật mới nhất cho các bạn trên Telegram thì thế nào đấy. Đấy là cái mà mình có thể làm cho các bạn và để các bạn theo dõi cái thông tin cập nhật của Terra đấy, đấy đồng Luna này cũng như là tất cả các cái tài sản số khác mà có cái khả năng biến động hay là cộng đồng chú ý đến, và thị trường đó là crypto sự tăng trưởng của các cái tài sản số đúng không ạ, trên các cái sàn giao dịch để các bạn thể nắm bắt những thông tin để thay đổi hàng ngày cho các bạn đúng chưa nào. Đấy, đấy là cái mà mình có thể là cập nhật những thông tin, và hiện tại bây giờ các cái đồng Luna thì hiện tại trên các cái sàn KuCoin hay là các cái sàn khác thì hiện tại vẫn đang giao dịch bình thường, do sự mà thay đổi chuỗi mới thì hiện tại bây giờ thì trên các cái sàn hiện tại giao dịch cái số lượng và cái nó biến động đó, nó rất là nhiều các bạn nhé, biến động rất là nhiều đấy, có thể là chưa được sự ổn định nên là Luna có sự thay đổi và giá nó thay đổi luôn cho nào đấy, như các bạn đang nhìn thấy ở đây đấy, giá nó cũng sự thay đổi đúng không ạ, chênh lệch đúng không ạ, 1413 cho nào rồi, trên một số các sàn khác đó, sàn Maxi nữa đúng không ạ, cũng có sự mà đang giao dịch đấy, trên sàn đó là Bybit này đấy, thì hiện tại cũng đang có sự giao dịch trên này đấy, FPT trên sàn BNC, trên sàn BC thì cũng trong cái lúc video này mình cũng cung cấp thông tin cho bạn là đồng Luna hiện tại Lunacy thì đến ngày 30 31 này thì các bạn sẽ giao dịch cái đồng Luna 1 và Luna 2 các bạn nhé. Đấy. Khi mà mở lên thì cả Luna 1 và Luna 2 sẽ được giao dịch luôn cái ngày 30 31 đấy. 31 tháng 5 này. Đấy, đấy là cái thông tin mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn để các bạn nắm bắt được thông tin sớm như thế nào. Đấy. Ok, đấy, và sắp tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mới hơn, có thể là check cho các bạn là Luna lúc Lunacy thì Luna cũ thì khi mà các bạn trong thời điểm này các bạn vẫn có thể sở hữu được, nhưng mà đến trong một cái thời điểm nào đó cũng quá trình mà mở khóa cái Luna cũ ra nó sẽ làm cho cái số lượng nó sẽ giảm giá xuống, thì mình trong cái video tiếp theo mình sẽ có những cái việc cung cấp cho bạn cái thông tin đúng trong cái thời điểm nào sẽ mở khóa toàn bộ ra làm giá có thể là giảm xuống x10 x100 lần luôn các bạn nhé, nên là trong thời điểm này các bạn vẫn có thể sở hữu Lucy được như thế nào. Đấy, đối với lại Luna 2 thì rất là dễ rồi, tránh hiện tượng mọi người đó là cung cấp là bán tháo ra ngoại trường thì họ có cái chiến lược là mở khóa dần để là giúp cho cộng đồng đó là làm cho giữ giá tốt hơn đấy, bình ổn giá đấy đi chưa nào. Đấy, đấy là cái mà mình chia sẻ cho bạn rất là nhiều, sắp tới thì có cái thông tin tốt hơn mình sẽ chia sẻ với bạn, và nếu như bạn thấy rằng cái video này hay đấy, kênh YouTube này hay thì bạn hãy nhấp vào cái phần đó là đã đăng ký kênh này. Đấy, đăng ký kênh này, đăng ký kênh YouTube này, đăng ký đúng không? Và nhấp vào chuông đấy, và nhấp vào phần tất cả đấy, để sao cập nhật những thông tin mới nhất từ cái video này, từ kênh YouTube này để là truyền tải đến cho các bạn, thông báo cho các bạn để các bạn vào xem các bạn nhé. Đó, ok đó, thì một lần nữa thì mình sẽ cho các bạn vào trong một phần Luna này để các bạn cập nhật Luna. Lucy này đang sự thay đổi và đang đốt cháy rất là nhiều. Rồi mình đã chuyển cho bạn xem đó là 163 tỷ
hơn 300 triệu đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào cái phần noát web này để bạn nhìn thấy sự mà giao dịch hàng ngày hàng giờ luôn, làm cho số lượng này giảm dần. Bạn nhìn chưa? Hiện tại bây giờ ấy, là từ từ 63 đúng không? Đây. Từ 163 tỷ đúng không? Thì bây giờ thì chỉ còn 162 tỷ 900. Được chưa nào? Đây. Đấy, đấy số lượng đang giảm dần rất là nhiều và các bạn mua và hold cái Nuxi này trong thời điểm hiện tại bây giờ đang rất là tốt các bạn nhé. Đấy, đấy là cái mình có thể chia sẻ với bạn. Đấy. Ok, nếu bạn thấy rằng cái video này hay, hãy like và share và comment bên dưới là viết là rất là tuyệt vời thế nào, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều các thành viên khác muốn biết nhưng mà các bạn cũng chưa biết cách có thể là tìm kiếm thế nào bằng những cái việc mình cũng giao dịch trong khoảng thời gian rất là dài đấy để biết được cái điều này thế nào. Ok, vậy thì một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã xem video này đúng không ạ? Thì chúc các bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, để có sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào.